Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một mảnh đất nhà vườn lô góc 2 mặt tiền đường. Tổng cộng mình sẽ được sở hữu ở đây là tới 68 mét mặt tiền. Thì mình được sở hữu là 31 mét mặt tiền đường bê tông và 37 mét mặt tiền lộ nhựa. Lô đất của mình ở đây là phun hồng thổ cư với tổng diện tích là 1.478 mét vuông. Sổ của mình là bìa hồng cầm tay, pháp lý rõ ràng. Và trên lô đất của mình thì đã có sẵn nhà, cửa, cáp điện, wifi, giếng nước là đầy đủ. Cũng như đường nhựa của mình ở đây là đường lộ nhựa thông. Thì từ vị trí cái căn nhà cũng như mảnh đất lô góc 2 mặt tiền Thanh đang quay ở đây, quý cô chú anh chị di chuyển theo mặt tiền lộ nhựa Thanh đang quay ở đây dao động vào bán kính là 3,6 km. Mình sẽ ra ở đó là ủy ban xã, trường học, cũng là cụm trung tâm chợ thuộc của Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước mình. Thanh rất mong cả nhà sẽ chịu khó theo dõi hết cái clip video hôm nay Thanh quay để mình có thể quan sát hết được đầu đuôi toàn bộ diện tích căn nhà hôm nay Thanh quay. Và gần như cuối video Thanh sẽ có gửi hình ảnh từ trên flycam cho quý cô chú anh chị quan sát được hết khu dân cư, nhà cửa cũng như toàn bộ cái diện tích Thanh quay. Thì trên lô đất hôm nay Thanh quay sẽ có căn nhà của mình như trước màn hình quý cô chú anh chị mình theo dõi là nhà gỗ, mà nhà gỗ của mình ở đây là chất liệu gỗ tốt. Và nhà ba gian ở cặp hông sẽ có không gian bếp núc, ở bên cạnh của mình sẽ có chuồng gà nữa nha quý cô chú anh chị mình. Thì trước khi Thanh di chuyển vào trong căn nhà, em sẽ chỉ đầu tiên cái ranh giới mặt tiền lộ nhựa cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Đường của mình ở đây là cáp điện wifi đầy đủ. Thì với một mảnh đất lô góc 2 mặt tiền, tổng cộng mình có tới là 68 mét. Chủ nhà bao sổ sách pháp lý toàn bộ cho mình với cái giá là 500 triệu thôi nha quý cô chú anh chị mình. Thì mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779. Rất mong được sự liên hệ và hợp tác của quý cô chú anh chị của mình. Đây là cái cạnh đầu tiên Thanh quay. Thì từ đây của mình chạy thẳng cái cạnh đây xuống của mình sẽ được là 34 mét. Và tính từ cái điểm của tay Thanh chỉ đây, mình chạy dọc cái cạnh đây của mình sẽ được là 37 mét. Thanh quay lúc này là vào hơn 5 giờ chiều nha cả nhà, nên hình ảnh cũng như là mặt trời của mình là đang xuống núi này. Đó, thì với một cái ngôi nhà mặt tiền lộ nhựa cũng như sẽ có được là 31 mét mặt tiền bê tông cặp hông ở đây, thì Thanh rất mong cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất giá rẻ, chủ nhà cần tiền gửi tụi em quay bán với cái giá là chỉ có 500 triệu thôi quý cô chú anh chị mình. Thanh sẽ đứng ở ngay cái điểm lô góc 2 mặt tiền để quay và nói rõ cho cả nhà mình cùng xem, và cũng như là xem hình sổ và xem thực tế cái góc rõ ràng hơn với em ha. Tính từ vị trí mà cái tay của Thanh chỉ trên kia tới ngay cái tay của Thanh chỉ ở đây của mình sẽ được là 37 mét. Và cái hướng mặt tiền lộ nhựa Thanh quay ở đây sẽ là hướng nam nha quý cô chú anh chị mình. Còn từ cái tay của Thanh chỉ ở đây, mình đi thẳng ở đây sẽ được là 31 mét. Và cái đây của mình thì sẽ là hướng tây bắc nha quý cô chú anh chị. Đường bê tông đây của mình cũng có cáp điện wifi chạy thẳng vào những hộ gia đình ở phía trong. Đó, và bung hậu ra với tổng diện tích của mình ở đây sẽ được là 1.478 mét vuông. Chủ nhà gửi bên tụi em quay bán. Đó, bây giờ Thanh sẽ quay cho cả nhà cùng theo dõi ha. Đây quý cô chú anh chị mình, thì Thanh vừa di chuyển hết toàn bộ là 31 mét mặt tiền của mình ở đây. Thì hình ảnh video Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình tới sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh để đảm bảo hình ảnh video cũng như toàn bộ diện tích Thanh quay ở đây là thực tế. Còn đường của mình ở đây đó, cả nhà quan sát vào là khu gia đình, hộ dân là rất chi là đông luôn. Đường của mình dù đường bê tông hay mặt tiền lộ nhựa thì xe ô tô di chuyển đều thoải mái hết. Và cả nhà theo dõi được clip của Thanh quay thì sẽ cho em một nốt like, một nốt đăng ký cũng như một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị của mình.
Mảnh đất, nhà vườn, lô góc hai mặt tiền Thanh Quay ở đây, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là 160 km, từ Bình Dương di chuyển lên sẽ là 108 km và gần hơn là Đồng Xoài 75 km nha cả nhà. Trước khi di chuyển vào trong căn nhà, cả nhà mình sẽ quan sát được là phía đường trước chủ nhà có làm rào lưới kẽm B40 và một cái cổng đủ cho mình di chuyển được xe ô tô vào tới trong sân nhà của mình. Và tiếp tục nữa, khi mà đi vào trong sân thì chủ nhà đã có láng xi măng phía đường trước để mình sinh hoạt và đi vào trong căn nhà là gọn gàng và sạch sẽ. Đây ha. Bây giờ em sẽ di chuyển vào. Thì cái hướng căn nhà Thanh Quay ở đây sẽ là hướng Nam nha quý cô chú anh chị mình. Nhà của mình ở đây sẽ có số nhà là 214 thuộc của thôn Tư. Đó. Lô đất Thanh Quay là thuộc thôn Tư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Đó, đây là nhà cửa của chủ ở. Đó, đây là không gian sinh hoạt ở phía trên, cũng có lợp trần, gỗ của cả nhà mình quan sát vậy, nhưng mà gỗ ở đây là gỗ cực kỳ là gỗ tốt nha quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển xuống cái phần bếp và không gian sinh hoạt ở dưới. Đây là cái bếp của mình. Đó, có nhà tắm, nhà vệ sinh là mình sinh hoạt ở trong đây. Đây là nơi để bồn nước và để đồ dùng cá nhân của hộ gia đình của nhà cô. Tiếp tục bên đây là không gian mà để chén bát, cũng như là mình có nhu cầu nấu thêm củi lửa ở đây nha quý cô chú anh chị. Và đây là mình sẽ sinh hoạt ra phía sau. Thì phía sau căn nhà của mình là có cây chôm chôm, cây ổi, nhưng mà nói chung cũng một vài cây thôi. Đây là cây mãng cầu. Xung quanh đất của mình là có lưới rào đầy đủ hết rồi nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì nãy giờ cả nhà cùng đang theo dõi với Thanh toàn bộ diện tích của mảnh đất kèm nhà lô góc hai mặt tiền nằm tại thôn Tư của xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh được chính chủ gửi tụi em quay bán với chiều ngang mặt tiền lộ nhựa là được 37m, mặt tiền đường bê tông sẽ được là 31m, với tổng diện tích cũng như nhà vườn Thanh Quay ở đây là 1.478m2. Toàn bộ diện tích Thanh Quay ở đây, sổ của mình là sổ cây lâu năm và bán hết chủ nhà mong muốn bán là 500 triệu nha quý cô chú anh chị. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779. Đây là cái chuồng này là chủ nhà của mình có làm để chăn nuôi gà và để những cái vật dụng không cần thiết của chủ nhà sử dụng tới. Đó. Bây giờ em sẽ di chuyển ra cái phía trước nữa ha. Dạ thì nãy giờ em cũng vừa quay và di chuyển hết toàn bộ diện tích mảnh đất kèm nhà rồi ha. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho em. Và trước khi kết thúc một video, cả nhà cho Thanh một nốt like, một nốt đăng ký cũng như cho một nốt chuông để đón nhận những hình ảnh video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Luôn cảm thấy biết ơn sự yêu thương và tin tưởng từ quý cô chú anh chị của mình.